Từ trung tâm thành phố Bắc Kinh, các bạn lên tàu điện ngầm đến trạm Bắc Cung Môn hoặc Tây Nguyễn, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu muốn tiết kiệm thời gian và rủng rỉnh túi tiền thì taxi là lựa chọn tối ưu nhất. Chỉ mất 30 phút và ta-da! Bạn đã có mặt tại một trong 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1998, Di Hòa Viên. Nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng Tây Bắc, Di Hòa Viên theo nghĩa đen là vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa, với diện tích gần 3.000 m², trong đó 3/4 là mặt nước. Đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Hoa. Khu công viên này có lịch sử trên 800 năm, bắt đầu từ triều Kim. Tại đây, các vị hoàng đế đã dựng lên vô số những hành cung nguy nga và những khu giải trí cực kỳ xa xỉ. Đến thời vua Càn Long, quy mô được mở rộng một cách đáng kể. Ông còn xây thêm nhiều công trình mới để mừng birthday của mẹ và đổi tên là Thanh Ý Viên. Năm 1860, liên quân Anh Pháp đã tấn công Bắc Kinh và tràn vào đây cướp bóc, đốt phá khiến cung điện banh chành đổ nát. Khoảng 28 năm sau, Từ Hy Thái Hậu đã lấy 500 vạn lạng bạc vốn dĩ dùng để xây dựng hải quân để trùng tu lại nơi này thành một công viên tráng lệ trong vòng 10 năm. Sau đó bà đổi tên thành Di Hòa Viên. Công viên mà ta thấy ngày nay chính là những gì được tạo ra từ lần tiểu trùng tu này. Năm 1900, trong loạn quyền phỉ, liên quân 8 nước lại bay vô quẩy tung qua viên lên một lần nữa. Không hiểu hết chỗ đánh rồi hay sao mà cứ nhè cái khu nghỉ dưỡng đập hoài. 3 năm sau, Từ Hy Thái Hậu hồi cung, bà tiếp tục cho đại trùng tu qua viên. Điều này đã tiêu tốn quốc khố rất nhiều, khiến nhân dân kêu gào, quan quân than khóc, nhưng bà không quan tâm, vì đơn giản bà thích thì bà cứ nhích thôi. Toàn bộ khu vườn chia làm 3 khu vực. Khu hành chính chủ yếu là nhân thọ điện, nơi Từ Hy tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự. Khu nghỉ ngơi gồm các điện, vườn hoa và khu phong cảnh. Hai điểm nổi bật khiến Từ Hy mê mẩn là núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh xanh biếc. Theo quan điểm về phong thủy, một công trình muốn đi song song với thời gian thì phải vững chắc như núi, mạnh mẽ như nước. Vạn Thọ Sơn cao 60 m, đằng sau là Phật Hương Cát, biểu tượng của Di Hòa Viên, được xây dựng trên một khu nền cao theo kiến trúc cổ điển của các tòa tháp Trung Hoa. Từ Hy thường đến nơi này để niệm Phật và thờ các vị Bồ Tát. Dưới chân núi Vạn Thọ là hồ Cung Minh bao la gợn sóng, vô cùng to lớn. Nếu chịu khó đi lòng vòng quanh hồ, bạn có thể nhận thấy được hình dáng của một quả đào mọng nước. Dãy hành lang có chiều dài gần 800 m và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, dùng để làm đường đi lại ven theo hồ Cung Minh. Thả trí tưởng tượng vươn xa thì nơi này giống như đôi xương cánh của một con dơi đang dang ra. Thập thất khổng kiều ở phía đối diện Vạn Thọ Sơn có cảm giác như chiếc cổ của một con rùa đang vươn dài. Theo thuật phong thủy truyền thống Trung Hoa, quả đào tượng trưng cho lộc, con dơi tượng trưng cho phúc, còn con rùa thì tượng trưng cho thọ. Như vậy, cấu trúc tổng thể của Di Hòa Viên ẩn trong nó có 3 điều mà Từ Hy mong muốn: phúc, lộc, thọ. Chính cấu trúc này là điểm khác biệt cực kỳ đặc sắc mà không có ở bất kỳ một công viên nào tại Trung Quốc cũng như trên thế giới có được. Nếu muốn tránh nóng ở Sài Gòn, bà con sẽ đèo nhau ra đầm sen đạp dịch, thì tại Bắc Kinh, người dân cũng rủ nhau ra vườn ngự quyển này để du ngoạn và đi thuyền rồng xả stress. Nếu có thời gian, bạn nên dành ít nhất nửa ngày để hít hà không gian khoáng đãng, khí trời mát mẻ, tản bộ với những bóng cây xanh mát, đi trên những phiến đá thời gian, để hồi tưởng lại cảnh quan xưa cũ, nơi mà các vua chúa từng lui về ẩn dật, né xa việc triều chính rối ren và bộn bề lo toan trong cuộc sống.